Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 5 tháng 10 tuyên bố, ông sẵn sàng giữ ghế Chủ tịch Hạ viện cho đến khi Đảng Cộng Hòa tìm ra người phù hợp để thay thế ông McCarthy về lâu dài. Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump cho hay, tôi đã được đề nghị phát biểu với tư cách người kết nối bởi tôi có nhiều bạn bè trong quốc hội. Nếu họ không được bầu, tôi nghĩ họ sẽ đề nghị tôi cân nhắc giữ ghế chủ tịch Hạ viện đến khi tìm ra người phù hợp về lâu dài do tôi đang tranh cử tổng thống. Cựu tổng thống Mỹ cho biết, ông có thể làm chủ tịch Hạ viện trong 30, 60 hoặc 90 ngày. Ông Trump không nêu cụ thể ai đã trực tiếp đề nghị ông. Một số nghị sĩ Cộng hòa như Marjorie Taylor Green và Cheney trước đó đã đề cử ông Trump làm chủ tịch Hạ viện sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm. Cựu Phó tổng thống Mike Pence phản đối ý tưởng này.